bé ăn gì giúp tăng cân là niềm băn khoăn, chăn trở của rất nhiều ba mẹ. Vậy hãy cùng chuyên gia đi tìm câu trả lời cho câu hỏi bé ăn gì giúp tăng cân. Đồng thời cùng tham khảo thực đơn tăng cân từ chuyên gia dinh dưỡng nhé. Trước khi tìm hiểu bé ăn gì giúp tăng cân, ba mẹ cần nắm vững 5 nguyên tắc vàng xây dựng thực đơn sau đây. Một Bữa ăn đủ năng lượng Nguyên tắc đầu tiên để giải đáp bé ăn gì giúp tăng cân chính là đủ năng lượng. Bé cần được cung cấp đủ năng lượng để vừa tăng cân đủ sinh lý vừa vận động cơ bản. Thiếu năng lượng là nguyên nhân chính dẫn tới việc bé chậm tăng cân. Khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng, bé sẽ dễ mệt mỏi, ăn uống kém. Bởi vậy ba mẹ cần xây dựng một khẩu phần cung cấp đủ năng lượng để bé phát triển toàn diện. 2. Thực đơn đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng, cụ thể 4 nhóm chất dinh dưỡng bao gồm: nhóm tinh bột là gạo, mì, khoai, ngô. Nhóm đạm là thịt, cá, tôm, trứng, sữa. Nhóm chất béo là dầu, mỡ. Nhóm vitamin và khoáng chất bao gồm rau xanh và quả chín. Ba tăng đậm độ năng lượng từ nhóm chất béo, nhóm chất béo cung cấp nhiều năng lượng. Bởi vậy, tăng đậm độ năng lượng từ nhóm chất béo là nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả. Thêm vào đó, nhu cầu năng lượng từ nhóm chất béo của bé dưới 2 tuổi là 35 đến 45%. Sai lầm khi chăm sóc bé của đa phần ba mẹ Việt là nghĩ bé không nên dùng nhiều chất béo. Bữa ăn thường ít hoặc thậm chí không có dầu mỡ. Tuy nhiên, chất béo rất cần thiết cho năng lượng và các hoạt động của thần kinh. Ba mẹ hãy chú ý tăng đậm độ năng lượng từ nhóm chất béo để hỗ trợ bé nhé. 4. Nên sử dụng đa dạng thực phẩm và tránh các thực phẩm có năng lượng rỗng, thực tế không có một thực phẩm nào tốt toàn diện cả. Mỗi loại có một ưu điểm về mùi vị và chất dinh dưỡng riêng. Ba mẹ cần đa dạng thực phẩm trong thực đơn hàng ngày cho bé điều này vừa giúp bé nhận được đa dạng nguồn chất dinh dưỡng vừa giúp bé ăn ngon miệng các thực phẩm có năng lượng rỗng bao gồm nước ngọt bánh kẹo bim bim ăn những thực phẩm này khiến bé nhanh đầy bụng và không hào hứng với bữa ăn vì thế cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn những loại thực phẩm này năm chia số bữa ăn hợp lý số lượng bữa ăn hiện tại có quá nhiều hoặc quá ít so với khả năng hấp thu của bé không một lịch sinh hoạt với số bữa ăn dày đặc sẽ gây áp lực cho cả bé và ba mẹ Xây dựng một khẩu phần ăn hợp lý cộng thêm chia số bữa ăn hợp lý sẽ giúp bé hấp thu và phát triển tốt. Ba mẹ đừng quên nguyên tắc vàng này nhé. 6. Nên tạo không khí vui vẻ trong suốt bữa ăn. Hãy giúp bé có thiện cảm với thức ăn bằng cách cho con tham gia vào quá trình chế biến. Ngoài ra mẹ cần hạn chế sự phân tâm của trẻ trong khi ăn. Vừa xem vừa chơi là thói quen xấu khiến trẻ không hấp thu được dinh dưỡng từ thực phẩm đối với nhóm tinh bột ba mẹ hãy lưu ý một số điểm sau nhóm tinh bột bao gồm các thực phẩm sau gạo bột gạo mì phở ngô khoai lang khoai tây yến mạch cha mẹ chỉ nên thay đổi các thực phẩm trong cùng một nhóm cho nhau cùng thuộc nhóm tinh bột tuy nhiên đường trong bánh kẹo thuộc đường đơn loại đường này làm bé tăng cân nhiều nhưng khó kiểm soát đối với nhóm chất đạm để trả lời câu hỏi ăn gì giúp tăng cân ba mẹ hãy lưu ý những thực phẩm sau thịt bò từ tháng thứ sáu trở đi lượng sắt dự trữ cũng như trong sữa mẹ giảm dần bé cần bổ sung sắt từ thực phẩm thông qua bữa ăn dặm thịt bò sẽ là một lựa chọn hoàn hảo vì giá trị dinh dưỡng dồi dào thịt lợn cũng giống như thịt bò thịt lợn vừa thân thuộc vừa dễ chế biến và rất giàu sắt ba mẹ có thể lựa phần nạc vai hoặc phần sườn cốt lết cho bé phần này ngoài sắt kẽm thì lượng chất béo cũng cao cá hồi, cá hồi rất giàu dinh dưỡng, tiêu biểu là hàm lượng sắt kẽm và omega 3. Chế biến cá hồi không tanh, bé ăn ngon miệng ba mẹ có thể sử dụng sữa không đường hoặc gừng nhé. Đối với nhóm chất béo ba mẹ hãy chú ý bổ sung ngay hai loại thực phẩm sau vào bữa á của trẻ. Đó là dầu từ các loại hạt như, dầu ô liu, dầu óc chó, dầu vừng. Ngoài năng lượng cao giúp bé lên cân tốt, chúng còn chứa một lượng lớn omega 3, 6,9 rất cần thiết cho sự phát triển não bộ. Thứ hai là mỡ gà, mỡ động vật là nguyên liệu xây dựng màng tế bào thần kinh cho bé. Mỡ gà ưu thế hơn hẳn ở độ thơm ngon và hàm lượng omega 3. Đối với nhóm rau xanh quả chín, tuy không cung cấp nhiều năng lượng, nhưng đây là nguồn vitamin dồi dào. Các vitamin quan trọng hỗ trợ bé hấp thu như vitamin A, C, K, E, chúng chủ yếu có trong các loại rau màu xanh đậm như rau cải xanh, rau bina, rau rền, bông cải xanh. Đối với quả chín, ba mẹ hãy lựa chọn nho, bưởi, kiwi, đu đủ, ổi, cam, quýt. Thời điểm ăn quả chín tốt nhất là ngay sau bữa ăn chính. Nguồn vitamin C trong quả chín sẽ giúp tăng cường hấp thu sát kẽm trong bữa ăn. Tại đây chúng tôi xin giới thiệu tới ba mẹ một thực đơn tiêu biểu để hỗ trợ bé tăng cân vượt trội. Đó là Cho trẻ ăn bữa sáng với cháo thịt bò cải xanh, mẹ lưu ý là nên dùng dầu ô lưu trong quá trình chế biến sau đó cho trẻ ăn bữa phụ sáng bằng 150 ml hoặc 180 ml sữa. Buổi trưa, cha mẹ cho con ăn cháo tôm cà rốt phô mai và tráng miệng bằng 50 g quả chín. Sau đó cho trẻ ăn bữa phụ chiều bằng 150 hoặc 180 ml sữa. Đến buổi tối, cha mẹ cho con ăn cháo thịt gà bí xanh và tráng miệng bằng một hũ sữa chua. Trước khi ngủ, hãy cho trẻ ăn thêm 150 ml hoặc 180 ml sữa nữa bên cạnh việc chú trọng vào thực đơn thì củng cố hệ tiêu hóa cho trẻ cũng là điều cha mẹ nên làm. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân vượt trội. Cha mẹ có thể củng cố đường ruột cho con một cách tự nhiên bằng việc bổ sung lợi khuẩn và enzym tiêu hóa. Các sản phẩm cốm tiêu hóa như Amano Enzym Gold đang làm rất tốt điều này. Sản phẩm có chứa hàng tỷ lợi khuẩn cùng với các enzym thiết yếu. Chúng thực sự là cánh tay đắc lực giúp trẻ tiêu hóa và hấp thu thức ăn dễ dàng hơn. Nuôi con mau lớn là mong ước của ba mẹ. Hy vọng bài viết sẽ đem tới những thông tin hữu ích, chuẩn khoa học để giải đáp câu hỏi bé ăn gì giúp tăng cân. Rất mong được đồng hành cùng ba mẹ trong hành trình nuôi con khỏe mạnh. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo